Ngày xử thứ nhất vụ đại án đăng kiểm, hội đồng xét xử mới thẩm tra lý lịch 210 trên 254 bị cáo. Buổi sáng, chủ tọa đã thẩm tra xong 90 bị cáo, tiếp tục buổi chiều, chủ tọa thẩm tra thêm 120 bị cáo. Phiên tòa ngày mai tức ngày 19 tháng 7 vẫn tiếp tục phần thẩm tra lý lịch các bị cáo còn lại. Ngày 18 tháng 7 Ngày thứ nhất xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Lức, Sóc Trăng. Có 254 bị cáo, gần 300 luật sư và 59 cá nhân, tổ chức là bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, phiên tòa vẫn được diễn ra trong trật tự nhờ công tác chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng từ nhiều tháng qua. 255 bị cáo bị đưa ra xét xử về tổng cộng 11 tội danh gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham mô tài sản. Khoảng 8 giờ 30, hội đồng xét xử bắt đầu vào phòng xử án. Thẩm phán Quỳnh Văn Trực, có Chính tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu làm thủ tục khai mạc phiên tòa. Hội đồng xét xử thông báo sẽ xét hỏi thẩm vấn đối với từng nhóm tội danh. Khi đến lịch thẩm tra xét hỏi đối với nhóm các bị cáo nào thì nhóm bị cáo đó sẽ được chích xuất dẫn giải đến tòa để thẩm vấn trực tiếp. Các bị cáo thuộc nhóm còn lại sẽ được theo dõi phiên xử qua đường truyền tại trại giam T30. Bộ Công an Thủ Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử lưu ý đối với các bị cáo được tại ngoại phải có mặt tại tòa trong thời gian diễn ra phiên xét hỏi. Trong thời gian diễn ra phiên xét xử, nếu các bị cáo nào vắng mặt không lý do, hội đồng xét xử có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn. Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, có 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe ba bị cáo vắng mặt là bị cáo Trần Văn Thương, phó giám đốc công ty Lâm Hải Chúc, góp vốn tại trung tâm đăng kiểm 50.15D, Nguyễn Phương Nam, đăng kiểm viên, phòng kiểm định xe cơ giới thuộc cục đăng kiểm Việt Nam và Nguyễn Thị Ngọc Bích, lao động tự do. Đối với các luật sư vắng mặt, do phiên xét xử kéo dài nên việc vắng mặt của họ trong những ngày đầu không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo đại diện viện kiểm sát ý kiến cho rằng ba bị cáo trên có xác nhận của bệnh viện nên việc vắng mặt này có lý do chính đáng quá trình điều tra các bị cáo đã có lời khai rõ ràng ngoài ra các bị cáo có luật sư bảo vệ nên việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử đồng ý với đơn xin xét xử vắng mặt của ba bị cáo này Phiên tòa trên dự kiến kéo dài 3 tháng. 254 bị cáo bị diện kiểm sát nhân dân tp phố Hồ Chí Minh cáo buộc mặc dù là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường đối với phương tiện nhưng lãnh đạo cục phòng đến các trung tâm cùng nhau thống nhất chỉ đạo các đăng kiểm viên nhận tiền từ trung tâm các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi theo cáo trạng, trong số các trung tâm đăng kiểm thuộc khối D, tức là tư nhân, bị cáo Trần Lập Nghĩa sở hữu nhiều trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh thành như trung tâm đăng kiểm 6203D tại tỉnh Long An, 7102D tại tỉnh Bến Tre, 8302D tại tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra còn trung tâm 8402D tại tỉnh Trại Vinh và 6602D tại tỉnh Đồng Tháp. Bị cáo nghĩa là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ ban giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên tại các trung tâm, là người hưởng lợi toàn bộ lợi nhuận từ các trung tâm và thụ hưởng toàn bộ số tiền do phạm tội mà có. Bị cáo này chỉ thuê người lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Nghĩa và được hưởng lương định kỳ. Quá trình hoạt động vì hưởng lợi, nghĩa chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật. Cụ thể, nghĩa chỉ đạo lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên các trung tâm 6203D, 8302D nhận hối lộ với tổng số tiền là 1,66 tỷ đồng. Nhận số tiền 350 triệu đồng là tiền của bị cáo Lê Thị Diễm My, nhân viên của Nghĩa thu qua các phương tiện đến đăng kiểm đưa hối lộ, nên tổng số tiền Trần Lập Nghĩa hưởng lại là 2,01 tỷ đồng. Ngoài hành vi nhận hối lộ, bị cáo này còn phải chịu trách nhiệm đối với 975 chữ ký giả đăng kiểm viên. Từ đó, các trung tâm đã cấp 45.045 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông đường bộ thu lợi bất chính 12,7 tỷ đồng, đồng thời dự trách nhiệm đối với hành vi sử dụng phần mềm Formi để chỉnh sửa thông số, dữ liệu đăng kiểm. Việc cáo này bị chi tố xét xử về ba tội nhận hối lộ, giả mạo trong công tác và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng diễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác cựu cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình bị truy tố về tội nhận hối lộ hơn 7,1 tỷ đồng và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ trong việc việc cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện theo quy định. Cựu Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 40,2 tỷ đồng trong đó cá nhân ông Hà hưởng lợi hơn 8,5 tỷ đồng. Cụ Phó Cục Trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải phụ trách hoạt động của phòng tàu sông bị chi tố về tội lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong thi hành công vụ trong việc cấp thông báo năng lực cho 15 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện theo quy định. Bị hại trong vụ án là Trung tâm Đăng Kiểm 7301S tức là bị hại liên quan hành vi tham mô tài sản của bị cáo Trương Thị Anh Dân, kế toán trung tâm 7301S, bị cáo Đặng Việt Hà liên quan hành vi lừa đảo của bị cáo Nguyễn Văn Trung và bị cáo Quỳnh Văn Tiến, giám đốc công ty Tân Á Đông liên quan hành vi lừa đảo của bị cáo Nguyễn Thành Lê, giám đốc công ty Việt Ship trong buổi sáng. Chủ tọa đã thẩm tra lý lịch xong 90 bị cáo. Tiếp tục buổi chiều, chủ tọa thẩm tra thêm 120 bị cáo. Phiên tòa ngày mai, tức là ngày 19 tháng 7, vẫn tiếp tục phần thẩm tra lý lịch đối với các bị cáo còn lại.